Đây là khoảnh khắc chiến thắng trong trận playoff VBA 2018 của Hà Nội Buffaloes. Hai lần thất bại trước đó khiến chiến thắng này trở nên cực kỳ ý nghĩa, đặc biệt với những người đã gắn bó từ giai đoạn đầu như Nguyễn Thành Đạt. Thật sự mình ở đây 3 năm rồi. Thì không, trận này trận rất là khó khăn, tất cả mọi người đều chơi cố gắng. Mình rất là xúc động bây giờ. Còn đây chiến thắng cho tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả các fan đến cổ động mình. 3 năm rồi, đây là lần đầu tiên mình cảm thấy vào trận chung kết. Cái cảm giác này thật sự không diễn tả nổi. Cũng giàu cảm xúc không kém là huấn luyện viên Toppers. Xây dựng Hà Nội Buffaloes từ những ngày đầu với lối chơi tấn công nhanh dựa trên khả năng phối hợp của các cầu thủ. Chiến thắng này chính là lời khẳng định cho sự kiên trì của ông suốt những mùa giải qua. Một thắng lợi đầy ý nghĩa, toàn đội là một gia đình, tất cả cùng đồng hành vì thành tích chung. Đó là tôn chỉ mà chúng tôi đã tạo ra từ những ngày đầu tiên. Mùa này chúng tôi có thêm những thành viên mới tài năng, tất cả đã cùng nhau tạo nên chiến thắng này. Một chiến thắng thể hiện phẩm chất và cá tính trong lối chơi mà chúng tôi đã xây dựng. Chiến thắng trước Thăng Long Warriors ngay trên sân nhà cũng là món quà đầy ý nghĩa mà Hà Nội Buffaloes dành tặng cho người hâm mộ bóng rổ thủ đô. Cổ động viên thật tuyệt vời, họ cổ vũ suốt cả trận và là nguồn động viên tuyệt vời cho chúng tôi. Chiến thắng này là dành cho họ. Vào chung kết là một phần, chức vô địch mới là mục tiêu cao nhất của Hà Nội Buffaloes, nhưng đó sẽ là câu chuyện của hơn 10 ngày nữa. Còn lúc này, đội chủ sân Bách Khoa đơn giản là sẽ tận hưởng thắng lợi, được coi là bước ngoặt sau 3 mùa giải tham dự VBA.